Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Nhuật nha. Thì các bạn, nếu các bạn đã từng nhận được Rejoice đến từ đợt Abitur vừa rồi, chúng ta tiếp tục có một cái kèo nữa mà có liên quan đến đợt Rejoice này. Cơ hội anh em có thể là nhận được Rejoice đến từ nền tảng Themis. Nền tảng Themis sẽ đem đến cho chúng ta một chương trình Rejoice với những anh em mà chúng ta đã từng nhận được Rejoice đến từ Abitur. Thì để có thể là nhận được Rejoice của đợt này thì cái công việc của bạn cũng đơn giản thôi. Đấy. Trước tiên là chúng ta sẽ kết nối ví của chúng ta, ví MetaMask chúng ta với nền tảng này. Các bạn có thể để chain là ETH ở trên đây. Sau đó thì các bạn sẽ vary referral code. Lưu ý anh em ấy là khi chúng ta vary cái phần này, chúng ta phải chuyển sang mạng Polygon thì chúng ta mới vary được. Ở đây thì mình thấy các bạn thấy là mình có 60 vé này. Đấy, ở đây thì có phần lịch sử này. Ở đây sau khi nó checkpoint thì mình được 2 phát 30 này. Rồi ở đây mình đã từng swap qua cái nền tảng là Balancy, Collect các thứ đấy. Rồi ở đây là mình đã nhận được airdrop từ Arbitrum và có 10 quest vân vân. Đấy thì cái này mình được 2 phát này. Ở đây thì mình cũng xin lưu ý với anh em một tí này. Đối với cái chương trình này ấy thì các bạn sẽ ở đây mình sẽ đọc kỹ cái nội quy để anh em hiểu rõ về chương trình này này. Ở đây thì tổng pool nó sẽ có là 5 triệu token, hiện tại đã xác minh được gần 3.600 rồi, 3 triệu 6 rồi, tức là còn một ít nữa thôi, thì anh em tranh thủ này. Đấy. Thì nhìn chung là anh em sẽ tham gia trong khoảng thời gian đến ngày 15 tháng 4 này, được chưa? Và ở đây ấy, số tiền airdrop công bố cuối cùng sẽ công bố trước ngày 25 tháng 4 anh em nhé. Cuối cùng những người tham gia thì yêu cầu phân bổ TMS tại TGE. Group chiếm 10% tổng thị phần vân vân. Thì anh em có thể thấy ở đây. Ngoài ra còn phần thưởng giới thiệu. Thì đây anh em lưu ý là ngoài ra còn các cái nhiệm vụ khi mà anh em tức là cái ví của các bạn ấy mà nếu mà nó đã chụp nhanh hết rồi nhá. Nếu mà các bạn làm những cái này nữa thì các bạn sẽ nhận thêm, nhưng mà thường cái nhiệm vụ về Themis thì chắc là không ai nhận được. Chủ yếu là những người mà làm hai nhiệm vụ này thì sẽ nhận được nhiều vé hơn này, được chưa? Còn ở đây thì sẽ có cái mã giới thiệu, thì anh em có thể là sử dụng cái mã này để giới thiệu người dùng khác. Thì với mã giới thiệu này thì các bạn có thể nhận được 30% số lượng vé đã xác minh của tài khoản của bạn. Đấy. Đấy là tất cả những cái gì mà chúng ta biết về cái dự án này, thì mình sẽ ghi rõ ở trong cái phần bài đăng Telegram để anh em chúng ta có thể là nhận được cái đợt retweet trong cái đợt retweet của cái con Themis này. Còn nếu mà anh em muốn tìm hiểu thêm thì cái con này thì đã được audit bởi Percy rồi. Và chắc chắn một cái nền tảng mà được audit rồi thì sẽ rất là tiềm năng cho anh em. Còn đây là cái giao diện trang chính của cái dự án này anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái đợt retweet của cái dự án Arop Themis này. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào các bạn ra tiếp theo.